Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chết vì đói trước khi chết vì đại dịch, cùng cực cuộc sống của người lao động Việt Nam tại Thái Lan. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không chỉ phơi bày các khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, mà hé lộ những mảnh đời khốn khổ của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, mà điển hình là đất nước xứ chùa Tháp Vàng ở Thái Lan, nơi có đến hàng chục nghìn người Việt Nam đang làm việc bất hợp pháp ở đây. Viêm phổi Vũ Hán đã biến Thái Lan, một trong những điểm du lịch thu hút nhất trên thế giới, bước vào cơn hôn mê sâu, kéo theo những người lao động sống nhờ vào dịch du lịch đất nước này mất đi kế sinh nhai, mà trong đó có một phần không nhỏ là người lao động đến từ Việt Nam. Đây là hình ảnh thủ đô Bangkok của Thái Lan vốn rất sầm uất, ồn ào đã trở nên vắng vẻ trong mùa đại dịch. Vốn là một thành phố rất náo nhiệt, là điểm đến hàng đầu, là thành phố đáng tham quan nhất, thu hút đông khách du lịch nhất trên thế giới. Nhưng dòng người lúc nào cũng tất bật, chen chúc nhau từ trung tâm tháng 2 du lịch đến Bangkok giờ đã không còn nữa. Sang đến đầu tháng 3, mọi sinh hoạt thường ngày của người dân đã trở nên yên ắng rõ rệt. Và khi số ca nhiễm cúm Vũ Hán lên đến gần 1.000 người, thì Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 3 năm 2020, đưa đất nước vào giấc ngủ dài. Không có khách du lịch, Bangkok uể oải như con nghiện thiếu nước. Và không có khách du lịch, người dân lao động kiếm cơm hàng ngày ở đây, kể cả người Việt lẫn người Thái, mặt hằn rõ những lo âu. Chị Phương, nhân vật trong bài phóng sự của đài BBC London và người em trai mới qua Thái được hơn 3 tháng, nhờ người quen giới thiệu, chị làm việc ở một gia đình người Thái có vựa cá khô nhỏ. Người em trai được vợ chồng người bà con ở đây đã lâu cho theo học nghề bán trái cây và phụ việc lặt vặt. Mới đây, người chủ nói vắng khách quá nên phải cho chị nghỉ. Điều mà chị thấy trước, đứa em trai giờ cũng nằm nhà vì hai người bà con có xe bán trái cây đã kéo nhau về Việt Nam tránh dịch sau những tuần ế dài. Chị đã thổ lộ như sau: kéo dài kiểu này chắc tụi em chưa chết dịch đã chết đói, chị ơi, xui quá. Vừa gửi hết tiền về nhà thì có lệnh đóng cửa, hai chị em mất việc một lúc mới kẹt cứng, đó chớ. Chị nói vậy. Trong thời gian Thái Lan công bố tuyển trạng khẩn cấp và mọi thứ ở thành phố gần như đã bị phong tỏa, người lao động Việt Nam ở đây ở trong tình trạng đi không được mà ở cũng không xong. Đây là cửa khẩu giữa Thái Lan và Lào. Nhiều người lao động Việt Nam đã bị kẹt cứng ở Thái Lan trong thời gian trước này đây, trước khi nước này đóng cửa để đối phó với dịch bệnh, do không có tiền để về Việt Nam. Như trường hợp của chị Phương, là vì mới qua lại mới gửi hơn 700 đô tiền dành dụm sau 3 tháng sang đây làm việc nên không có tiền để về nữa. Nhiều người có hộ chiếu chết, tức là visa đã hết hạn, không về được vì tiền bạc không đủ để trả cho người đưa về. Chi phí mà những người có hộ chiếu chết phải trả cho người đưa về trong thời gian này là một khoản rất lớn. Dịch vụ đưa người có hộ chiếu chết về đến cửa khẩu Việt Nam được một số người quảng cáo trong trang Facebook của người Việt ở Thái với giá 9.700 bạt, tức là khoảng 7 triệu đồng Việt Nam, là số tiền lớn trong lúc không có công ăn việc làm tại Thái Lan. Sở dĩ giá đắt như vậy là vì thay vì xuất cảnh qua cửa khẩu Thái Lan sẽ bị phạt nặng vì visa đã quá hạn, người có hộ chiếu chết được đưa đi vòng qua sông để tránh bị phạt. Những người lao động Việt Nam bị buộc lòng phải ở lại mà không có công ăn việc làm cũng đang rất lo lắng cho ngày mai nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài. Đây là hình ảnh người Việt Nam đang bán hoa quả dạo trên đường phố Bangkok. Người thì ăn cơm với canh và mì tôm, người thì ăn cá hộp để hạn chế tiêu pha, tiết kiệm tối đa trong thời gian này. Facebook Limang đã đăng trên một trang Facebook của người Việt ở Thái Lan vào hôm 27 tháng 3, chia sẻ một thực tế mà nhiều người Việt Nam ở đây đang gặp phải, đó là không có tiền về và tình hình tiền thì đã phải trả tiền phòng rồi, không còn mấy nữa, nhiều người còn có cả con nhỏ nữa mà ai cũng thất nghiệp, khi lãnh lương thì ai cũng gửi về cho gia đình hết, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Anh chị em nào về rồi mà chủ còn cần người làm thì chỉ giúp họ, bọn với mình cúm không biết đến khi nào, nhưng chắc chắn là chết đói, sẽ bị chết trước khi chết cúm. Chị Phương cũng tâm sự như sau: cùng quá hai chị em
tìm chỗ xin ở nhờ, ăn thì đâu, bao nhiêu, mua bịch gạo, vài thùng mì gói, mấy vỉ trứng là xong. Do ở vùng quê nghèo Nghệ An, công việc lúc có lúc không, mà có thì lương thấp hơn nhiều. Chị và người em trai đã sang Thái Lan mới được 3 tháng để kiếm sống. Tất bật mỗi ngày 12 tiếng, Phương kiếm được khoảng 400 bạt, tức là 13 đô la một ngày. Và được chủ nuôi bữa ăn trưa, còn người em trai vì đang phụ việc nên chưa kiếm được bao nhiêu, ngày nhiều lắm là vài trăm bạt. Hai chị em sống chen chúc trong một căn hộ chung với 4 người Việt khác. Mỗi tháng phần tiền nhà, tiền điện, tiền nước của họ là 2.500 bạt, tức là khoảng 83 đô la. Phương làm một tuần 7 ngày và như những người ở cùng nhà, chỉ ngày đi làm về rồi tối về nhà đã lăn ra ngủ. Chưa biết mặt mũi Thái Lan ra sao ngoài những nơi đi lại hàng ngày, cơ cực. Nhưng đời sống ở đây, chị đã có lúc cảm thấy vừa lòng với số phận, nhưng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm gián đoạn tất cả. Kế hoạch bám trụ để gom tiền, đóng một cái xe bán trái cây, rồi kiếm chỗ bán cho đỡ vất vả hơn so với cái nghề cá hiện nay tưởng như trong tầm tay đã bị đại dịch biến thành giấc mơ xa vời. Bởi kiếm được cái ăn để vượt qua mùa dịch này đã là quá khó đối với chị. Những người Việt định cư lâu năm ở Thái Lan cũng không khấm khá hơn trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành. Đây là hình ảnh tiệm hớp tóc, cắt tóc giờ đóng cửa, bỏ không của vợ chồng anh Nguyễn Quỳnh ở Thái Lan. Anh Bùi Đình Anh, người Hà Tĩnh, cùng vợ là chủ một xưởng may nhỏ, sinh sống và làm việc tại Thái Lan đã hơn 14 năm, chia sẻ như sau. Thợ của em, 7-8 người đã về hết rồi. Em và vợ phải đóng xưởng may nhưng vẫn phải trả tiền nhà. Nhà mướn 6 phòng ngủ, vừa cho thợ vừa làm xưởng, bây giờ để không nhưng em vẫn phải trả tiền. Đang lo tình hình kéo dài lâu thì sẽ phải ăn hết vào vốn, hay kéo dài lâu hơn nữa thì phải đóng xưởng may trả lại nhà. Nhưng em mong không đến nỗi như thế. Anh chia sẻ thêm về trường hợp hai nhà bán cá thả hiện nay không bán được vì không có người ăn. Nhưng chủ cũng phải ở lại để lo trả tiền nhà. Họ nói chắc hết tháng này, mà nếu cứ như vậy thì phải đi thuê phòng để cất đồ và trả nhà để về Việt Nam, chứ ở lại cũng chết. Anh Nguyễn Quỳnh có vợ Thái Lan, sau một thời gian sống ở đây làm dịch vụ đưa người Việt Nam qua đây du lịch, cho biết vợ anh có một cửa tiệm cắt tóc, hiện nay đã phải đóng cửa từ hôm 18 tháng 3. Bà anh nói, tụi em ở nhà cách ly thôi, tiệm đóng cửa vẫn phải trả tiền nhà. Tiệm em tiền thuê cả điện nước là 20.000 bạt một tháng nên cũng nặng. May mà tụi em ở trên lầu của tiệm nên cũng đỡ. Anh nói thêm, nhưng đang lo chứ chị ạ, dù tiệm đóng cửa vẫn phải trả tiền sở hụi. Em cũng không có khách du lịch, 1-2 tháng nữa thì không sao, chỉ sợ cả hai vợ chồng cùng không kiếm được tiền trong thời gian dài thì rất là nguy hiểm. Và theo ước tính, có khoảng 50.000 người Việt Nam ở Thái Lan sinh sống, chủ yếu ở Bangkok và các thành phố du lịch khác, phần lớn đến theo diện du lịch rồi ở lại và làm việc bất hợp pháp. Đây là hình ảnh nhiều người Việt Nam đã bán đồ ăn nhanh phục vụ người dân và du khách ở Thái Lan. Vì visa du lịch chỉ có hiệu lực trong 30 ngày, họ mỗi tháng phải đi tò, tức là ra khỏi Thái Lan, vào một nước khác như Lào hay Campuchia, rồi lại từ đó trở lại Thái Lan, đóng dấu nhập cảnh lại, tháng nào cũng phải lặp đi lặp lại như vậy. Nghề phổ biến nhất của người Việt ở đây là phục vụ quán ăn, quán rượu, giữ xe, trông xe, làm thợ may, rồi có điều kiện thì mở xưởng may, thuê thợ. Nhiều người khác sống bằng nghề bán trái cây bóc, gọt sẵn, bán nước trái cây, bán kem, bán cơm rang, đồ ăn nhanh cho người địa phương và du khách. Linh mục Anthony Lê Đức thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời đã sống ở Thái Lan đã hơn 13 năm, hiện giảng dạy tại Đại học Chủng viện Quốc gia Bangkok, giải thích lý do nhiều người Việt kéo đến đây như sau. So với mức lương ở hiện nay thì tiền kiếm được ở Thái Lan hơn nhiều. Tuy không nhiều như ở các nước Đài Loan hay Đại Hàn, nhưng ngược lại chi phí qua đây cũng ít tốn kém, chỉ tốn vài ngàn bạt. Để từ Việt Nam qua đây, người Việt Nam mình gặp anh chị em, bạn bè, họ hàng giới thiệu, nâng đỡ cho, không cần phải qua môi giới hay dịch vụ nọ dịch vụ kia. Rồi nếu có công việc gì ở quê thì đi về cũng dễ, cho nên không phải đầu tư nhiều cho mỗi chuyến đi. Nếu công việc có thì đời sống lao động ở Thái Lan tương đối là thoải mái so với những ở nơi khác. Và tình trạng lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, và giờ đây bản thân chính họ đang rơi vào vòng nguy hiểm.
Đây là hình ảnh Thủ tướng Thái Lan đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm nước này vào năm 2017. Đầu năm 2017, Thái Lan bắt đầu áp dụng một luật quy định mới cho lao động nhập cư có giấy phép làm việc, nếu không sẽ bị phạt tù. Chính sách này nhằm ngăn chặn nạn buôn người và bạc đãi lao động nhập cư ở Thái Lan vốn bị phương Tây chỉ trích nhiều năm qua. Tuy nhiên, hệ quả là luật mới làm hàng ngàn lao động nước ngoài phải bỏ việc về nước, dẫn đến thiếu lao động nghiêm trọng. Trước làn sóng bỏ việc và áp lực từ giới doanh nghiệp, chính phủ buộc phải nhượng bộ, chỉ yêu cầu đăng ký và thay vì xin phép. Theo Bộ Lao động, thời điểm năm 2017 đến 2018, có hơn 3,8 triệu người lao động nhập cư làm việc ở Thái Lan và khoảng một nửa trong số này đã đăng ký với chính quyền địa phương, chủ yếu là người Campuchia, Lào và Myanmar. Từ cuối tháng 2 năm 2018, chính quyền Thái Lan bắt đầu nhận lao động Việt Nam làm việc trong hai lĩnh vực là xây dựng và ngư nghiệp. Đây là kết quả từ thỏa thuận giữa hai nước ký kết trước đó. Tuy nhiên, người Việt Nam ở Thái Lan có sức lao động không cao, chủ yếu là người sang đây là người già, phụ nữ rất khó để có thể làm những cái ngành này. Hai nghề được cho phép này không chỉ không phù hợp với thể trạng và kỹ năng của người Việt Nam, mà thu nhập cũng không hơn khi làm việc ở trong nước. Đây là lý do mà người Việt Nam hầu như không đăng ký lao động tại Thái Lan, chấp nhận làm việc bất hợp pháp với thu nhập cao hơn được ngày nào hay ngày đó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.